Còn gì nữa đâu mà khóc với sâu so, thị trường xong rồi anh chị em ơi trời ơi không lẽ thị trường đau trên ta đau ren không có vậy mặc dù là đã bán rất nhiều những cái cổ phiếu cầm gần như là full tiền quanh cái vùng một nghìn hai trăm tám mươi một ba trăm và chim lợn thị trường đã sập nhưng mà em cũng không nghĩ là thị trường đang cho em một cái cảm giác là thị trường nó rơi vào một đau ren bây giờ đi gửi tiết kiệm hay là đánh chứng khoán tiếp cả nhà gửi tiết kiệm không hay là giờ để thị trường vào thị trường chiến tiếp thị trường ngày hôm nay thì về cái mặt vận động á, thì nó vẫn chưa có những cái biến động gì quá lớn nó vẫn đang trong một cái xuống giảm thôi nhưng mà một cái điểm cực kỳ mới và cái này em đã cảnh báo với anh chị rất là nhiều trong cái nhịp rồi á là dòng banh ngày hôm nay chính thức buôn tráp anh vậy. đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng với thị trường trong giờ hiện tại và rất nhiều anh chị nhà tư ngày hôm nay hỏi em liệu có hiện tượng côn margin nếu dòng banh buôn tráp và gây lại hay không thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn qua một chút về cái vấn đề này để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn với dòng banh nó riêng và với cả thị trường nói chung à, trong sách tới ha ok thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh của nguyên đạt official à, thì em là nguyên đạt ngày hôm nay tiếp tục là một cái ngày buồn của thị trường mà thật ra thì ngày hôm nay không phải là thị trường nó mới buồn ngày hôm nay mà nó đã buồn trên này, này. À, tức là thị trường đã biến động tầm khoảng là 2 3 tuần qua rồi. Thì cái này anh chị nào xem kênh của em thì chúng ta đã bán rất là nhiều các cái cổ phiếu quanh cái vùng này và hiện tại đang cầm rất là nhiều tiền để chuẩn bị cho một cái nhịp mới. Mà nhưng mà trong cái nhịp rồi cái điểm mà chúng ta gọi là theo dõi kỹ đó là những cái mặt cổ phiếu dòng banh. Thì đây là một cái điểm đã chia sẻ với anh chị rất là kỹ là dòng banh cái nhịp rồi ấy, em vẫn chưa cho thấy em một cái dấu hiệu nào của một cái sóng ngành. Đó và nếu gọi là hơi lỡ mồm hôm bữa em đã nói với anh chị là cái từ lỗ mồm gọi là chém mồm á mà dòng banh mà nó gãy lại như vậy là thị trường này nó sẽ có một cái nhịp đi rất là xa và ngày hôm nay là thị trường gì dòng banh là chính thức banh à? À, chính thức là banh xác rồi à, vậy thì liệu có con mà xin hay không thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích một chút rồi trước khi mà chị bắt đầu video thì chị có thể bỏ ra vài giây ha à, nhấn cho em một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký nói chung là thị trường nó tăng hay giảm thì em cũng có mặt anh chị bởi vì những cái những cái nhịp mà thị trường nó biến động này thì em đã trải qua rất là nhiều rồi ai là nghĩ không làm video nhưng mà em thì em làm video liên tục để chia sẻ với những chị nhà đầu tư bởi vì chị lú là trong cái quá trình mà thị trường nó tăng á, hoặc là trong cái quá trình mà thị trường nó lên đó chị ha nó cũng có những cái cái để mình học nhưng mà trong cái quá trình mà thị trường nó rơi á, nó có những cái để chị học không có chứ sao không có thị trường nó rơi anh chị theo dõi anh chị nhìn những cái nhịp thị trường nó biến động và chúng ta học được rất là nhiều bạn nên làm làm video liên tục với anh chị trong cái nhịp vừa qua để chia sẻ với anh chị cái góc nhìn là như vậy rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều ha đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh anh chị nhớ like và đăng ký kênh anh chị ha rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều rồi thị trường ngày hôm nay như thế nào thì nhìn chung thị trường ngày hôm nay tiếp tục có một cái phiên giảm điểm khá là mạnh là hơn 22 điểm thì cái bản chất anh chị ha là không phải là thị trường ngày hôm nay là nó mới giảm và chúng ta phải cùng tìm hiểu là ngày hôm nay là thị trường nó giảm là do đâu thì với góc nhìn của em nha ngày hôm nay thị trường giảm nó đến từ hiệu và là nó đến từ hiệu ứng của những cái mặt cổ phiếu dòng banh là chính hôm bữa thì em có chia sẻ với anh chị là gì khi mà tức là khi mà thị trường mà nó đi lên á anh nha tức là khi mà thị trường nó có những cái mức biến động quanh những cái vùng này chúng ta review lại một chút xíu anh chị ha tức là khi mà thị trường đi lên trong cái nhịp này á là gì là tín hiệu gì của những cái mặt cổ phiếu đầu cơ và những cái mặt cổ phiếu nước rút thì em đã lên cho anh chị một cái video là gì là thị trường nó có một cái nhịp chạy nó rút vào ngày 5 tháng 7 và thị trường nó sẽ có những cái biến động giảm cực kỳ mạnh đã làm đã cảnh báo gọi là hờ hờ với anh chị là vào cây này gọi là cảnh báo sớm rồi khi mà thị trường vào ngày bao nhiêu là vào ngày 12 tháng 7 là cũng chia sẻ với anh chị là một cái cú sập của thị trường. Lúc này là thị trường nó chưa có giảm anh chị ha. Chứ đừng có nói là anh đạt thị trường nó giảm rồi nó mới cảnh báo. Lúc này chia sẻ với anh chị trên này. Đó cũng như là anh chị nào xem video của em cũng như là những anh chị trong hệ thống khách hàng thì gần như room em anh chị ha đã bán cầm rất là nhiều tiền gần như là full tiền quanh những cái vùng phía trên như thế này. Đó và đặc biệt vào cây này đó tức là khi mà thị trường nó biến động xuống á thì nó có hai cây bull trap là vào cây ngày 15 tháng 7 vào cái cây ngày 16 tháng 7 thì lúc đó anh chị nào ở trong room khách hàng á bởi vì anh chị biết vì sao không bởi vì lúc lúc đó rất nhiều anh chị khách hàng của em hỏi đạt ơi dòng banh nó có sống không em vào ngày 14 và ngày 15 tháng 7 dòng banh nó có sống không em dòng banh nó vào siêu sống hay không em thì lúc đó em có chia sẻ với anh chị một cái điểm ở trong room khách hàng đại vậy là vào ngày 17 tháng 7 anh chị anh chị xem thử là ngày 17 tháng 7 là ngày bao nhiêu ngày 17 tháng 7 là vào cao quanh những cây này của những cái mặt của phiếu như MB này dòng nào dễ giải chứ dòng banh cần phải đánh giá kỹ vì đây là một cái dòng chuyên giữ gọi là chuyên đột giữ trong tất cả các cái nhịp giữ chỉ số để xạ của thị trường thì đây là một cái điểm em đã nói với nhiều chị khách hàng của em khi mà những chị khách hàng của em là có sóng banh dòng banh hay là không bởi vì anh chị luôn là khi mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó kéo thì những cái mặt cổ phiếu khác nó tạo đáy thì không nói nhưng mà chị nhìn khi mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó kéo này là bdr và dig thủng đáy chứ không phải là nó đang tạo đáy anh chị hình dung không rồi gì à, uh, fts rồi cts rồi gì À, BSI rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó tiếp tục nó có những cái vùng thủng đáy khi mà những cái mã cổ phiếu dòng banh nó kéo thì nếu mà dòng banh nó tạo ra một cái nhịp đi lên cho thị trường hay nhiều anh chị gọi là dòng dẫn á, thì không bao giờ có một cái dòng dẫn nào mà trên thị trường vẫn có nhiều những cái mã cổ phiếu nó tiếp tục thủng đáy đặc biệt là những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán và dòng bóng sản thì cái này hôm bữa em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều à, tức là phân tích chi tiết với anh chị nhiều đây ví dụ anh chị ở, ở trong phim nó này dự cảm của em ngày hôm nay là không lành với phiên ngày hôm nay tức là cái lúc mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó kéo á là vào cái này này Đó, là vào cái cây ngày 16 6 tháng 7 em phân tích với anh chị từng phút tức là hiện tại thì em đang nói với anh chị để cái góc nhìn của em với cái dòng banh nói riêng và cả thị trường trong cái nhịp rồi là như thế nào nghĩa là ví dụ như là ngày em nói là em nói dự cảm của em ngày hôm nay là không là đã bởi vì trong những cái đợt giảm lớn của thị trường thì em đã đi qua những cái phiên như thế này rồi cây ngày hôm nay là buôn tráp rõ đã banh mà nó buôn tráp nó gãy lại là thị trường đi bụi thà là nó không tăng còn chứ mà nó tăng nó xả tuổi mít và khi trụ xả là thị trường nó sẽ rơi sau anh chị nào đã trải qua những cái đợt rơi lịch sử thì sẽ hiểu cái bài này tức là cái bài như nào là gì mới ban đầu á là giảm mấy cáp nghĩa là nó sẽ phân phối ẩn nhiều anh chị hay gọi là phân phối ẩn phân phối ẩn có nghĩa là gì phân phối ẩn tức là khi mà thị trường nó biến động á là anh chị cầm cái tài khoản là anh chị thấy là thị trường nó không giảm nhưng mà anh chị cầm những cái mặt cổ phiếu như dg này là nó đã giảm nó cái lù 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 DDIG này đó rồi BDR là nó cái giảm nó lù 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 nó giảm gọi là phân phối ẩn rồi lúc mà thị trường nó biến động á, là nó sẽ giữ chỉ số của những cái mặt cổ phiếu dòng banh để nó xả bất động sản nó xả dầu khí nó xả thép nó xả đầu tư công nó xả chứng khoán nó xả rất là nhiều và đến một lúc nào đó khi mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh á, nó hoàn thành nhiệm vụ của nó thì dòng banh nó sẽ là cái dòng chiết khấu cuối cùng thì cái này em đã chia sẻ với anh chị hôm bữa này. vậy banh mà nó buôn tráp nó gãy lại là thị trường đi bụi thà nó không tăng chứ nó tăng xả tuổi mít thì khi trụ xả là thị trường nó sẽ rơi sau hôm bữa thì em chia sẻ với những chị khách hàng của em vào cây này, này. Quanh những cây như này thì em đã phân tích với anh chị rất là kỹ lúc mà những cái cổ phiếu nó đang tăng nha thì phân tích với anh chị một với một cái góc nhìn như vậy đó thì hôm bữa thì em cũng không có mong thị trường nó xảy ra em ngầm hôm bữa thì em cũng không có mong những cái mặt cổ phiếu là những cái mặt cổ phiếu dòng banh nó buôn tráp anh chị tức là biết là nó không thể tạo ra sống rồi tức là trong cái nhiều rồi rất nhiều anh chị nhào tư hỏi em hoặc là lên video em nói một cái câu là gì? dòng banh nó chưa có sống rất nhiều người vô chuỗi rất nhiều người vô chuỗi thằng đạt lỡ sống rồi thằng đạt gì lỡ sống banh các kiểu nhưng mà em nói với anh chị nhào tư nha không có một cái sống nào đi lên á mà chứng khoán và bóng sản nó thủng đáy anh chị có thể kiểm lại trong những cái vùng lịch sử của thị trường anh chị lên anh chị đối tác với em không có một cái sóng dẫn nào đi lên mà tự nhiên anh chị mà anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó bán như phá mã anh chị nhìn này À, hoặc là những cái mặt cổ phiếu bất động sản thì là nó thủng đáy liên tục bất động sản này rồi gì giờ chứng khoán này, dầu khí cũng thủng này bvd này vậy đó anh nhau nó bán như phá mã như này hoặc là những cái mặt cổ phiếu dòng thép đó, dòng thép hoa sen này cũng gãy này hoặc là dgc anh nhau nó thủng âm âm như thế này mà nhiều chị nói là sống không phải chị hai không? tức là gì tức là cái bạn chắc là gì là giữ chỉ số để xả những cái cổ phiếu mỹ cap và khi mà những cái mà cổ phiếu mỹ cap nó xả xong rồi thì làm sao thì banh chính thức là gì là nó buôn tráp và ngày hôm nay thì em cũng chia sẻ với những chị khách hàng của em là anh chị chuẩn bị sẵn tinh thần là gì là thị trường này nó sẽ có một cái cú đạp cuối và có thể là cơn mờ xin trên diện rộng bởi vì anh chị lưu là theo nguyên tắc nha là nếu mà một cái cổ phiếu nào mà nó đi lên tức là nếu cổ phiếu đi lên mà thị trường nó vẫn còn rơi tiếp á, thì cái cổ phiếu đó nó sẽ giảm bục tức là những cái mà cổ phiếu dòng banh dự kiến dự kiến nó sẽ có một cái nhịp giảm ở sau thì thị trường nó mới có thể tạo đáy mà dòng banh mà giảm thì chỉ số nó sẽ giảm rơi rất là sâu anh chị hiểu này cái nguyên tắc của em không tức là anh chị nào xem video của em trong cái nhịp rồi em lấy một cái ví dụ của một cái dòng em đã đánh giai đoạn tầm khoảng 2022 đó là những cái mặt cổ phiếu đầu tư công nghĩa là sao nghĩa là trong cái quá trình mà thị trường nó rơi á nó sẽ có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó sẽ giảm như thế này nghĩa là nó đi ngang nó tích lũy nó test cực kỳ đẹp tức là nếu mà mình chúng ta che thị trường lại á thì em nói với chị là những cái cổ phiếu này là nó siêu cổ nhưng mà nó bị một tình trạng là gì là nếu mà cổ phiếu đi lên mà thị trường nó vẫn còn rơi tiếp á, thì cổ phiếu nó chạy lúc mà thị trường nó vẫn còn đang đang rơi á thì nó sẽ bị giảm bù thì em nói với chị là những cái mặt cổ phiếu như HV lúc đó này là như nó giảm bù à, à hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BVD này đã lúc mà thị trường nó đến tăng hoặc là nó giảm đến nhịp số 3, số 4 rồi thì những cái mặt cổ phiếu này vẫn đang ở đỉnh thì những cái mặt cổ phiếu nó phải chiết khấu tức là cái bản chất những cái mã cổ phiếu nào mà nó cố tình buôn ráp lúc mà thị trường nó vẫn còn đang rơi á tức là thị trường nó tạo đáy mà những cái mã cổ phiếu nó mạnh thì không nói nhưng mà tự nhiên nó cố tình nó khỏe này sau đó nó biến động này thì nó sẽ giảm bù nó giống như thằng gvr mà em bữa em nói với chị á tức là anh chị có nhớ là hôm bữa cái cây gvr quanh cái vùng này không quanh những cái vùng này là nếu mà quanh cái vùng này nha mà những cái mã cổ phiếu tức là thị trường mà nó lên á thì gvr nó sẽ là siêu phẩm nhưng mà chị nhìn này lúc mà thị trường gvr nó cố tình khỏe này đây gọi là nó cố tình khỏe đúng không rồi sau đó thị trường nó biến động này thì gvr nó sẽ bị giảm bù đó là trong tầm hợp hơn tuần trước hoặc là trong ngày hôm nay chị sẽ thấy một cái cổ phiếu đó là thằng dc world thằng dc world chị thấy là cái cây này của nào đó nghĩa là gì nghĩa là nó là một cái mặt cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường. nó khỏe hơn cổ phiếu nó khỏe hơn những cái mặt cổ phiếu cùng dòng và nó khỏe hơn gần như là tất cả các cái mặt cổ phiếu trên thị trường nghĩa đây là một cái mặt cổ phiếu nó khỏe khi mà thị trường nó vẫn còn chưa tạo đáy thì nếu mà thị trường mà nó chiết khấu thêm á, thì những cổ phiếu này nó sẽ là giảm nó sẽ bị giảm bù thì nó là nguyên tắc đó thì anh chị đối chiếu qua những cái mặt cổ phiếu dòng banh nó cũng là như vậy em ví dụ nha những cái mặt cổ phiếu như mbb nó là những cái mặt cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường trong cái nhịp rồi đúng không những cái mặt cổ phiếu như bbb nó là những cái mặt cổ phiếu nó khỏe hơn thị trường trong cái nhịp rồi nhưng nếu mà nó khỏe mà thị trường đi lên á, thì không nói nhưng nếu mà nó khỏe mà thị trường nó tiếp tục đi xuống á, thì những cái mặt cổ phiếu này nó phải giảm bù để nó chiết khấu xong anh chị ha cái phần giảm của nó thì thị trường nó mới tạo đấy được thì cái này em đã chia sẻ với anh chị rất là kỹ trong cái nhiều rồi rất nhiều anh chị nói là sóng banh rồi siêu sóng banh rồi thằng đạt nó lỡ sóng banh và em nói với anh chị em liên tục em nói với những chị nhà đầu tư là dòng banh nó chưa có sốc nó chỉ chạy riêng lẻ mà thôi và ngày hôm qua thì em nói với anh chị hôm qua anh chị có nhớ em có lấy ví dụ với thằng bvb không đi lên này dao động này thì em em nói gì ha Hay không quay lại nó giảm bù không ngày hôm qua lấy ví dụ tức là lấy thằng bvb có thể là tức là giống như thằng tch tức là giống như vậy này anh vượt đỉnh mà dao động này là nó sẽ giảm lại này ha hoặc là những cái mặt cổ phiếu như hà đô này không? ví dụ như vượt đỉnh này vượt vừa vượt, vượt này thì xuống nó biến động cái là giảm bù lại à, thì anh chị thấy ngày hôm nay bb này bắt đầu bị bán này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như mb này em lấy những cái mặt cổ phiếu cơ bản để anh chị dễ nhìn thôi nha mb này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ecb này là biến động nha hoặc là gì tiên phong banh này không gãy lại không? hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ocb này gãy lại nghĩa là gì nghĩa là banh là bún rác nói nói thẳng ra là gì là banh là bún đó. thì bây giờ thì em đã nói thẳng với nhiều anh chị nhà đầu tư được rồi á chứ nhiều nhiều rồi nhiều, nhiều anh chị tức là nhiều anh chị vô nói là thằng đạt là sóng banh thì em nói thẳng với nhiều anh chị nhà đầu tư luôn đúng là dòng banh nó khỏe nhưng nó khỏe để dẫn thị trường hay nó khỏe để giữ chỉ số xả những cái cổ phiếu mít cáp và cuối cùng nó buôn tráp và nó rơi á thì mình phải đánh giá cậy cái này thì em đã nói với anh chị rất là nhiều và lúc mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh nó còn đang tăng thì em đã chia sẻ với những chị khách hàng trong rừng này banh mà nó buôn tráp nó gãy lại là thị trường đi bụi hay là nó không tăng chứ nó tăng mà nó sẽ tụi mít khi trụ sẽ xong tức là khi mà tụi banh mà nó rơi á, thì thị trường nó sẽ rơi sau đó, và anh chị nào đã trải qua những cái đợt mà giảm lịch sử của thị trường á, thì sẽ hiểu cái bài này của thị trường đó thì nó nói với chị như vậy đó và ngày hôm nay là anh chị thấy là thị trường nó chính thức là những cái mặt cổ phiếu dòng banh nó giảm đó, chính thức là những cái mặt cổ phiếu dòng banh là nó, nó gãy đó, nên là cái để một tiêu đề là vui vậy ha là sống banh nhưng mà không phải là chữ chữ banh đó, thay chữ k bằng chữ h là gì sống banh gọi là banh xác anh chị ha đó. Ok, đó thì đó là cái cái góc nhìn để em phân tích với anh chị kỹ. Bởi vì anh chị lúc là khi mà em phân tích với anh chị một cái vận động của thị trường á thì em phân tích với anh chị cực kỳ kỹ. Vì sao quanh cái vùng này em bảo với anh chị là gì? Bán hết gần như là cầm phun tiền. Rồi quanh những cái này phân tích với anh chị là một những cái cây buôn tráp. Rồi quanh những cái vùng phía dưới thì em em liên tục em nói với anh chị là thứ nhất là thị trường nó chưa có sóng banh, tức là nó chưa có dòng dẫn. Thứ hai là em nói với anh chị là không có một cái sóng nào mà tự nhiên cổ phiếu mà nó bán như phải mã. Nó thủng đáy liên tục thì không có cái điều đó. Đúng vậy làm nói với anh chị là thị trường nó vẫn chưa an toàn đúng chưa và ngày hôm nay là một cái diễn biến mới của thị trường nó sẽ ra dòng banh đã buông tráp thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ dòng banh còn thị trường em nói với anh chị thị trường nó có chỉ tức là thị trường là chúng ta đã view sạch em nói với anh chị là em là một trong những cái thằng nha là view thị trường sạch sớm nhất thị trường trong những cái vùng như thế này đây này nó đâu sang anh chỉ có thể kiểm chứng này ngày 5 tháng 7 là view sớm ngày 12 tháng 7 là view chính thức là view sập là quanh những cái vùng phía trên rồi chị ha chứ không phải là bây giờ mới nói nghĩa là thị trường nó giảm là nó giảm nó đã giảm rồi thì chúng ta không nói cái nó giảm nữa nhưng mà chúng ta đang đánh giá một cái vấn đề là thị trường nó giảm ra đâu thì ngày hôm nay em nói với chị là với những cái mặt cổ phiếu dòng banh em sẽ nói kể với với anh chị về những cái mặt cổ phiếu dòng banh thì dòng banh anh chị lưu với em nhé là dòng banh nó là một cái dòng khỏe nhất của thị trường trong cái nhịp rồi tức là như này này phân tích với chị kỹ để sau này qua những cái đợt giảm anh chị sẽ nhìn tức là dòng banh khi mà thị trường nó rơi nó biến tức là thị trường nó rơi đến cái nhịp số số 2 là dòng banh nó bắt đầu nó khỏe anh chị thấy không là dòng banh nó bắt đầu nó khỏe nghĩa là dòng banh nó là một cái dòng nó khỏe cuối cùng của thị trường thì nếu mà nó bu trap thì những cái mà cổ phiếu này nó sẽ bị giảm bột nó là một cái quy tắc rồi anh chị ví dụ như gvr này nó khỏe nó bu trap này không rồi vậy DCW này nó khỏe nó bu trap anh chị không giờ bây giờ nó cũng nó cũng đến những cái mà cổ phiếu dòng banh thì hôm nay đang nói dở những cái mà cổ phiếu dòng ban vận động như này là bull trap tức là vận động như thế này là bull trap rồi thì em đánh giá với chị một số các điểm nha đầu tiên á là dòng banh với góc nhìn của em á là dòng banh nó vẫn đang tích lũy trong một cái vùng tức là nó vẫn đang tích lũy trong một cái vùng biến động nghĩa là dòng banh nó hiện tại á, là nhiều những cái mặt cổ phiếu trong cái nhiều rồi á bản chất là nó chưa rơi quá nhiều anh chị ha tức là cái bản chất là những cái mặt cổ phiếu dòng banh á em nằm là nó chưa tăng quá nhiều tức là những cái vùng hỗ trợ của những cái mặt cổ phiếu dòng banh là quanh những cái vùng phía dưới tức là những cái vùng hỗ trợ của những cái mặt cổ phiếu dòng banh là khá là gần nhưng mà với góc nhìn của em những cái mặt cổ phiếu dòng banh khi mà nó chiết khấu á, thì nó sẽ đánh thủng những cái vùng hỗ trợ như thế này thì nó mới lên được hoặc là những cái mặt cổ phiếu như mb ít nhất là sẽ về quanh những cái vùng hỗ trợ như này hoặc là nhiều hơn là có thể đánh thủng tức là có thể đánh thủng như này luôn hoặc là các cái mặt cổ phiếu gì như thằng vb banh này, đó thì có thể về quanh những cái vùng hỗ trợ phía dưới này tức là những cái mặt cổ phiếu dòng banh á, nhiều chị hỏi là em ơi ngày hôm nay những cái mặt cổ phiếu dòng banh á, nó chiết khấu như thế này nghĩa là chúng ta đang đánh giá một cái vấn đề á, là những cái mặt cổ phiếu dòng banh á, nó giảm có hiện tượng côn margin hay không thì đầu tiên với góc nhìn của thì dòng banh á, để mà gọi là nó giảm sâu á tức là để mà gọi là nó giảm sâu bởi vì chị lúc này cái giai đoạn tầm khoảng 2021 anh nha cái giai đoạn tầm khoảng 2022 nha khi mà thị trường nó biến động á tức là khi mà thị trường nó biến động á thì những cái mà cổ phiếu dòng banh nó đã rơi xuống dưới này à, tức là nó đã phá những cái vùng hỗ trợ phía dưới rồi. hoặc là những cái mà cổ phiếu như thằng stb đi đó là nó đã khi mà thị trường nó rơi nó đã phá những cái vùng hỗ trợ như thế này rồi nhưng mà hiện tại những cái mặt cổ phiếu dòng banh hiện tại á là nó đang khi mà thị trường nó rơi á, nó vẫn còn những cái vùng hỗ trợ dưới này anh chị Hành dung à tức là những cái vùng hỗ trợ của nó rất là dài hoặc là những cái mặt cổ phiếu ECB nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ dưới này hoặc là những cái vùng hỗ trợ dưới này nữa đó nên là để mà dòng banh còn là nó rơi nhiều giống như đoạn giai đoạn tầm khoảng 2022 á thì anh đánh giá là nó sẽ không nó sẽ không quá lớn à, tức là nó sẽ không có tức là nó sẽ không có quá lớn giống như đoạn tầm khoảng 2022 là bởi vì dòng banh nó là một cái dòng nó đang có những rất là nhiều những cái vùng hỗ trợ ở phía dưới đó nên em đánh giá là cái nhịp rơi của thị trường hiện tại á nó có thể là ít hơn cái nhịp rơi giai đoạn tầm khoảng 2022 à, tức là chúng ta đang nói là thị trường nó có rơi giống nhịp này hay không thì với góc nhìn của em là hiện tại là không tức là hiện tại nó sẽ rất là khó rơi một cái nhịp như thế này à, nhưng mà để mà thị trường nó có thể có một cái nhịp rơi mạnh á, thì hoàn toàn là nó có thể xảy ra đã bởi vì dòng banh á, là ngày hôm nay là nó mới giảm thôi vậy ngày hôm nay là mới giảm này Đó, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như ECB á, thì ngày hôm nay nó mới bắt đầu giảm thôi thì có thể là những cái mặt cổ phiếu này nó sẽ nó sẽ phá tất cả những cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó bởi vì khi mà một cái cổ phiếu nó buôn trap gì thì thường khi mà nó về lại hỗ trợ gần nhất của nó thì nó sẽ phá nó giống như là những cái cổ phiếu như TCH á. Vậy. Tức là như thế khi mà những cái mặt cổ phiếu nó giao dịch theo biên này. Đó và nó bun trap lên thì thường nó sẽ phá thủng cái vùng hỗ trợ biên dưới của nó. Hoặc là những cái mặt cổ phiếu như DGC này anh chị, làm cho thế cái mặt cổ phiếu này nó giao dịch hai biên không? Thì nếu mà nó bun trap này nó biến động á, thì thường nó sẽ phá thủng cái vùng hỗ trợ của nó nên là những cái mặt cổ phiếu như ACB cái việc mà nó phá thủng vùng giá tầm khoảng 23.5 nó về là quan tầm khoảng 22.5 22 là bình thường hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng gì thằng VIP đây làm như thế là trong suốt nhiều nhịp rồi á, là nó liên tục nó về lại tầm khoảng 21 thì để mà cái lực cung nó được gọi là nó được triệt tiêu á thì thường nó sẽ tạo một cái nhịp bán tháo và nó tạo ra một cái nhịp spring bên dưới này thì cái cổ phiếu nó mới có thể tạo đáy và đi lên được hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BIDV trong cái nhịp rồi nó tạo đáy đầu tiên quanh những cái vùng này nó bu lên thì khả năng cao nó sẽ bắt về nó tạo quanh những cái vùng đáy thứ hai nó có thể thấp hơn một chút xíu để tạo quanh những cái vùng đáy như này BIDV hoặc là các cái mặt cổ phiếu như Vietcombank quay về hòa qua những cái vùng phía dưới À, hoặc là các cái mặt cổ phiếu như TPBank đây như vậy đâu rồi tiên phong banh này đó là anh chị thấy là cái mặt cổ phiếu là có những cái vùng đi ngang này, không nó biến động này nó buôn tráp nó gãy này thì thường á để mà tốt nhất là một những cái cổ phiếu nó có thể về lại quanh những cái vùng hỗ trợ phía dưới hai là nó có thể quét sâu một chút một chút xíu để nó tạo ra một cái nhịp swing tức là những cái mặt cổ phiếu dòng banh đó, với góc nhìn của em nha hiện tại những cái vùng hỗ trợ của nó rất là gần hoặc là đang sát thì những cái mặt cổ phiếu nó sẽ có một cái nhịp quét để về lại những cái vùng hỗ trợ hoặc là quét thủng một cái vùng hỗ trợ thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái sự hoảng loạn cho những cái mặt cổ phiếu dòng này Nãy em nói đơn giản nha. Ví dụ những người đang nắm những cái mã cổ phiếu như ACB á, nếu mà nó về lại tầm khoảng 23.5 là người ta sẽ không bán. Nhưng mà nó quét một phát là thủng 23.5 về lại tầm khoảng 5 á là người ta bán liền. Nó đơn giản là như vậy. Hoặc là em lấy ví dụ của những cái mã cổ phiếu như VIP này. Là hiện tại là anh chỉ thấy là trong tầm khoảng 6 tháng gần nhất là nó cứ về 21 là nó bật nó về 21 nó bật nó về 21 nó bật nó về 21 nó bật không thì để làm sao mà có thể loại bỏ được những cái người mà người ta mua 21 hoặc là người ta đang nắm giữ lại quanh vùng 21 thì thì nó sẽ tạo ra một cái nhịp quét gọi là một cái nhịp swing và trong cái nhịp rồi thì anh chị thấy là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu đánh theo kiểu swing như thế này em lấy một vài ví dụ nha một số những cái mặt cổ phiếu như tơ xác là swing này. anh chị thấy không nó nó gãy liền hoặc là những cái mặt cổ phiếu này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng gì dbg này là spring này anh chị không nghĩa là gì nghĩa là ai cũng neo cái vùng hỗ trợ là gì là nó quét luôn à, tao mày nè hỗ trợ là tao quét hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì hoa sen này đó, ai cũng nên hỗ trợ là gì là nó quét À, là nó quét thủng luôn thì có thể là cái điều này nó sẽ xảy ra với những cái mặt cổ phiếu dòng banh đặc biệt là em thấy là hiện tại có rất nhiều những cái cổ phiếu nha anh chị nó nó lăn quanh cái vùng hỗ trợ hiện tại đang rất là nhiều đó, ví dụ như là Techcombank công banh này hoặc là gì hoặc là ctg này có thể về hoặc là quét quét một nhịp nhẹ gì đó hoặc là những cái mặt cổ phiếu thằng gì mà banh này và những cái mặt cổ phiếu như VIP hoặc là OCB là nha tức là lan qua những phổ đỏ này thì có thể là bắt nh nhẹ lại hoặc là có thể một cái nhiều quét nhị gì đó đó thì đó là một cái đó là những cái cái mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh đó, nó có thể tạo ra một cái trạng thái hoảng loạn cho thị trường đó, nên là nó nhớ với anh chị là sắp tới nha tức là hiện tại nó thẳng với nhau là gì tức là chúng ta ngày hôm nay á, chúng ta lên video này chúng ta nói chuyện một cái vấn đề là gì là dòng banh nó đã chính thức nó buôn tráp rồi thì khi mà dòng banh nó buôn tráp thì nó sẽ là cái nhóm ngành giảm cuối cùng của thị trường trong cái nhịp giảm này anh chị hiểu anh chị có biết là vì sao nó gọi là cái nhanh giảm cuối cùng không là bởi vì những cái mặt cổ phiếu kia nó đã giảm rồi vậy nó đã giảm rồi và đây là một cái nhóm mà nó giữ chỉ số của thị trường trong cái nhịp rồi thì sau này mà thị trường rơi thì những cái mặt cổ phiếu này sẽ chiếc sau. nó sẽ chiết khấu sâu còn là chiếc khấu sâu cùng á thì cái điểm cộng của tức là cái điểm cộng là gì là sắp tới khi mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó chiếc khấu sâu á là thị trường nó sẽ có đáy nó sẽ có đáy anh chị luôn bởi vì em nói gì là dòng banh mà nó nó sẽ xong vậy là thị trường nó sẽ có đấy luôn nhưng mà cái điểm trừ là gì là với những anh chị đang nắm những cái cổ phiếu dòng banh nói riêng và một số những cái mặt cổ phiếu trên thị trường nói chung á anh chị có thể sẽ bị chịu nhiệt một chút xíu và em không biết là nó có chút xíu hay không hay là nó sẽ hoảng loạn cực kỳ độ nhưng mà em nói với chị anh chị nắm thần luôn là thị trường nó có thể có một cái nhịp quét với những cái mặt cổ phiếu dòng banh và nó áp lực lên thị trường à, nhưng mà cái điểm cộng em nói với anh chị là dòng banh mà nó chứ khó sâu nha chị nó chiếc khấu gọi là nó chiếc khấu sau cùng đó, là thị trường nó sẽ có đáy luôn rồi tức là chúng ta nắm rằng là gì là dòng băng nó sẽ có một cái nhịp quét và dòng băng nó sẽ có một cái nhịp gì biến động để nó tạo ra một cái sự hoảng loạn của thị trường trong cái nhịp cuối thì khi mà thị trường và các cái mặt cổ phiếu dòng băng nó quét như vậy đó, thì chúng ta sẽ giải quyết một cái vấn đề là gì là nó có giảm mạnh hay không giảm mạnh ở đây là là cái biên độ á, tức là cái biên độ mà nó chiếc khấu á, thì với góc nhìn của em nha là nó sẽ không giống như giai đoạn tầm khoảng 2022 tức là nó sẽ không không giống như giai đoạn này bởi vì trong này khi mà những cái mặt cổ phiếu mà nó rơi vậy là khi mà nó gãy là nó gãy gần như tất cả những cái vùng hỗ trợ của nó gần nhất rồi ví dụ như ECB này hoặc là lúc đó những cái mặt cổ phiếu như MB anh vậy lúc mà nó gãy là nó gãy cái tức là nó gãy cái chiếc hộp của nó luôn rồi. Đã, nhưng mà hiện tại anh chị nhìn những cái mặt cổ phiếu như MB nha là ví dụ bây giờ nó chiếc khấu là về tạm khoảng hai tức là cái khoảng cách bây giờ rơi đến vùng này nó vẫn còn khá là xa à, là những cái mặt cổ phiếu như ECB á em đánh giá nha cái vùng giá tầm khoảng 23 23.5 khả năng là à, nhưng mà nó có một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh là quanh tầm khoảng 22 thì bây giờ mà nó về 22 thì em đánh giá nó cũng không có quá hoảng loạn cho lắm ok đó hoặc à, là những cái mặt cổ phiếu như VB đi như vậy đó VB này hỗ trợ tầm khoảng 17 17 năm quanh 17 năm thì bây giờ nó về 17 năm thì em đánh giá là cũng không có suy nhiều quá nhiều không vậy hoặc là những cái mặt cổ phiếu về Tiên Phong Banh đây đó, thì TV về tầm khoảng 16 năm đến 17. Thì bây giờ mà về 16 năm đến 17 á, thì nó cũng không gọi là quá lớn. Ôi ha, hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BIDV này, khả năng cao là nó sẽ chiết khấu để nó quay về nó test lại cái đáy số 2. Ví dụ đây đáy 1 này, hôm bữa em đã về sẵn chứ là nó sẽ quay về nó lại cái đáy 2 đúng không? Sẽ quay vào là những vùng này, hoặc là những cái cổ phiếu như Vietcombank, tức là đang quanh những cái vùng phía dưới. Đó nên em đánh giá với chị là cái nhịp nhịp sắp tới của những cái mặt cổ phiếu dòng banh á, nó sẽ tương đối là hoảng loạn. Nó sẽ rất là hoảng loạn á, nhưng mà gọi là để mà giống như dòng tầm khoảng 2022 á, thì em giá là nó sẽ nó sẽ không lớn bằng nhưng mà em nghĩ là em nghĩ là anh chị nhiều tư anh chị cũng sẽ chịu nhiệt á nó à, cũng sẽ chịu nhiệt cũng như là tương đối là áp lực nên là anh chị chuẩn bị sẵn tinh thần đi. là khi mà thị trường nó đã rơi như thế này mà còn thêm những cái mặt cổ phiếu dòng banh sắp tới mà nó giảm á thì em đánh giá là về cái mặt điểm số nha là thị trường ít hay nhiều nó sẽ có những cái biến động khá là lớn nhưng mà để mà nói giống như giai đoạn 2022 á thì với góc nhìn của em là là là, là, là sẽ không đó. bởi vì những cái mặt cổ phiếu dòng banh hỗ trợ đang khá là gần rồi đó, ok anh chị ha. Đó, nên là cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là sắp tới khi mà những cái mà cổ phiếu dòng banh nó chiếc khấu xong á, là anh chị còn sống hay không? Và <laughs> ừ, anh chị còn tiền hay là không? Cái đó mới là cái quan trọng nhất. Ok anh chị ha. Đó, còn em thì ngày hôm nay thì em chỉ lên nói với anh chị cái đó thôi. Còn em nói với anh chị trong những cái video vừa rồi á, cái thứ nhất, cái thứ nhất em nói với anh chị là thị trường nó chưa có giảm xong. Thì bây giờ thị trường nó chưa có giảm xong là thị trường nó vẫn đang giảm thôi chứ phân tích gì nữa anh chị. Tức là cái cái mà chúng ta phân tích tiếp tục trong cái video ngày hôm nay á là gì? Là thêm một gì một cái dấu hiệu là những cái mặt cổ phiếu dòng banh thì khi mà dòng banh nó có cái dấu hiệu như này á, thì nó làm cho yếu tố hoảng loạn của thị trường á, nó lớn hơn còn bản chất là thị trường nó đã giảm rồi Chứ bây giờ không có phân tích giảm nữa nhưng mà giảm mà thêm những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó bán hoảng loạn nữa nó chiết khấu thêm nữa thì cái mức độ giảm của thị trường nó có thể lớn hơn chút ý em là như vậy thôi ok nhỉ ha còn khi nào mà thị trường nó có những cái vùng đáy thì em sẽ thông báo với anh chị À, chứ bây giờ nhiều chị hỏi em là em ơi em ơi gì uh, phân tích cái cổ phiếu phân tích cái ngành thì em không em không em không có phân tích quá anh chị bởi vì thị trường đang trong cái phải giảm mà thị trường đang trong cái phải giảm thì chúng ta phân tích thị trường trước và phân tích cái cổ phiếu sau à, và em nói với gì luôn là khi mà thị trường nó có đấy nó sẽ có những cái quá trình chứ nó sẽ không có tạo đấy nhanh đâu à, nên là những anh chị yên tâm là gì là nếu mà thị trường nó có đấy thì em sẽ lên một cái video thông báo với anh chị là phiên nào là một cái phiên hồi kỹ thuật vùng nào là một cái vùng cân bằng đủ để thị trường tạo đáy và vùng nào là một cái vùng anh chị có thể nhắm mắt anh chị mua anh chị múc là anh chị có ăn thì lúc đó em sẽ thông báo với anh chị trên video còn với những anh chị nhà tư mua sớm với những anh chị nhà tư chấp nhận rủi ro hoặc là với những anh chị nhà tư bắt đáy thì nó là phụ thuộc góc nhìn của mỗi người anh chị nghe thật là kỹ nha em không nói là đúng hay sai nhưng mà nó là nó phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người với những anh chị nhà tư mua sớm bắt đáy nhưng em muốn chia sẻ với anh chị là gì một là gì tỷ trọng cực kỳ thấp cho em ví dụ có bắt đấy hay là bắt gì hoảng loạn gì đó nhưng mà em nói gì một là đứng ngoài hai là tỷ trọng thật cực kỳ thấp 10 15 20 phần trăm tài khoản gọi là gọi là cho biết cảm giác thôi chứ đừng gọi in, in. còn khi nào em, em anh chị lên video mà anh chị tháng đạt nó là ở à, là cái vùng này là thị trường nó có những cái dấu hiệu của vùng đấy. á, là anh chị vô anh chị múc ôn in lúc đó em sẽ thông báo với vậy ok nha bởi vì khi mà em làm video là em làm cho số đông tức là em làm sao mà gì mà 100 người là hết tầm khoảng 99 người thì khi mà xem video thì có thể hành động theo được anh chị em ví dụ như trên những cái vùng như này em nói với anh chị là cứ bán 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 cho em cứ bán đó cứ có cổ phiếu nào là cứ bán cổ phiếu đó bán sạch Tầm phun tiền cho em thì sắp tới khi mà thị trường nó tạo đấy thì em cũng sẽ tìm những cái yếu tố và tìm những cái điều kiện này. ok thì cái vùng đó ví dụ 100 người là 99 người vô mua là cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao à, thì lúc đó thì em sẽ thông báo với anh chị còn với ví dụ những anh chị nhà tư mua sớm mua chấp nhận rồi thì đó là cái góc nhìn và tùy khẩu vị rủi ro của mỗi người ok nhỉ ha nhưng còn em sẽ không hướng dẫn với anh chị trên này ok à, nhưng mà với những chị nhà tư mua sớm mua bắt đáy thì với góc nhìn quen nha nên để những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó quét tức là sao tức là đây là đem chia sẻ thêm nhưng mà là em khuyến nghị anh chị mua sớm nha em nói với chị rồi không giỏi thì đừng có mua sớm là em nghĩ là nên nha để cho những cái mặt cổ phiếu dòng banh nó quét đi nghĩa là nó sẽ có một cái nhịp quét nó nó hơi hoảng loạn một chút đặc biệt là anh chị nhìn những cái mặt của phía như VIP á em đánh giá khả năng cao nha VIP nó sẽ có một cái nhịp quét thủng này để nó tạo ra một cái nhịp xuyên thì VIP mà nó sẽ nó sẽ, tức là khi mà thủng cái vùng này mà nó giảm tới khoảng hai ba cây á mà nó tạo ra những cái nhịp buông thanh khoản á thì em nói ra lúc đó thì rồi nó mới có khả năng cao là nó sẽ có một cái nhịp hồi kỹ thuật cái này chia sẻ thêm thôi cái này chia sẻ thêm ok chị ha em chứ còn để mà thị trường nó tạo đấy hoàn chỉnh thì em sẽ cập nhật với chị sau ok thì ngày hôm nay thì em chỉ lên thông báo với chị như vậy thôi còn về thị trường nó bán như phá mã em nói gì là cái nhịp rồi á em nói với anh chị là cứ là trên quanh những cái vùng này là canh bán đi không bán còn bây giờ hỏi bán thì em nói chị không chia sẻ với anh chị anh bán như phá mã nhìn những cái mặt cổ phiếu chứng khoán em nói với gì là hôm bữa nói là hôm bữa quanh những cái vùng này nó là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó tạo sống em nói với chị nằm mơ bởi vì em đã đọc những cái hành vi phân phối của những cái cổ phiếu như này rồi những cái cổ phiếu nó bán nó bán như thế này em nói chỉ là nó không có sống được đâu và em nói chỉ là vai này đầu nào vai ngược này tại vì là phân phối trung hạn nói hơi thô cho những cái mặt cổ phiếu chứng khoán gì ha em nhìn cái với cái phơm này là gọi là phân phối trung hạn với nhiều những cái cổ phiếu chứng khoán Ok ha. Đó còn bây giờ thì em sẽ không có phân tích ngành nữa. Các cái mã cổ phiếu cứ để cho nó giảm đi. Đó, tức là các cái mã cổ phiếu anh chị muốn phân tích á là anh chị phải cho thị trường nó có những cái dấu hiệu của vùng đáy, nó phải có hồi kỹ thuật, nó phải có cân bằng, nó phải có những cái tín hiệu sớm thì anh chị mới bắt đầu anh chị phân tích cổ phiếu. Bởi vì anh chị luôn nghi nhớ em, luôn ghi nhớ với em một cái điều nha. Anh chị chỉ cần nghe cái điều này thôi là anh chị sẽ biết là anh chị làm gì trong những sắp tới. Đó là nếu mà thị trường nó tạo được đấy thì 99% các cái cổ phiếu trên thị trường nó tạo đáy. Còn nếu có một cổ phiếu nào đi lên mà có những cái cổ phiếu khác nó tiếp tục phá đáy, nó tiếp tục bò tụng xẻo, nó tiếp tục gì nó bán như phá mã, thì em nói với gì là cái khả năng cổ phiếu đó buôn trap là cao. Anh chị hiểu ý em không? Nghĩa là như thế này này Em ví dụ, nếu mà trong, ví dụ như trong những cái vùng này, vì sao em lại nhìn thấy là những cây này nó là cây buôn trap? Là bởi vì em thấy là dòng bóng sẵn nó phá đáy. Rồi vì sao trong những cây này em lấy em nói là thị trường nó bull trap? Vì em thấy là những cái mà cổ phiếu chứng khoán nó phá đáy em thấy là những cái mà cổ phiếu đầu tư công nó phá đấy em thấy là một vài những cái mà cổ phiếu nhóm dầu khí nó phá đấy anh chị hình dung không mà ví dụ như thị trường nó có xanh cỡ nào hoặc là thị trường nó có biến động cỡ nào á mà anh chị thấy là trên thị trường nó vẫn có những cái mà cổ phiếu phá đấy á, là anh chị bỏ mẹ thị trường ở đây còn khi mà thị trường nó có hồi kỹ thuật nó cân bằng và nó có những cái vùng đấy mà anh chị thấy là gần như tất cả các cái mặt cổ phiếu trên thị trường này á, nó lên được thì vùng đó nó sẽ là vùng đáy nó đơn giản là như vậy ok gì ha như vậy là gọi là cho nó dễ hiểu cái chân nam mà thị trường nó có ba bước tạo đấy mà cái cái mà cổ phiếu trên thị trường mà nó có đấy thì anh chị có vô anh chị cứ nhắm mắt anh chị mua nha còn ví dụ như là cho dù cái mà cổ phiếu nó có mạnh nó biến động như nào á mà gì mà thị trường nó còn rơi á thì cái khả năng gì cổ phiếu nó giảm bù là rất là cao Nào, anh chị nhìn thằng DCO này nào nó giảm bù này hoặc là những cái mà cổ phiếu như MBB này ACB nó bây giờ nó giảm bù đó không? nó cố tình khỏe mà thị trường nó vẫn rơi mà những cái mà cổ phiếu chứng khoán bất động sản nó tiếp tục nó tồn đáy thì những cái mà cổ phiếu nó giảm bù là bình thường ok đó nên là anh chị À, lưu ý tinh thần như vậy giúp em à, còn với những chị nào tôi mua sớm thì anh chị lưu ý về cái mặt tỷ trọng ok ha anh chị mua thì em tham giá không có vấn đề gì nó phụ thuộc vào cái khẩu vị rủi ro của mỗi người bởi vì có nhiều người anh chị thích, thích anh chị vào gọi là vào một chút cho gọi là nó có gọi là cho nó có cảm giác thì cái đó gọi là em không có cản được nhưng mà anh chị lưu ý tỷ trọng là thấp thôi ok anh chị ha ok rồi rồi, rồi. đó thì à, đó là video của em trong cái video ngày hôm nay à, tóm gọn lại cái video ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với anh chị cái điều gì đầu tiên á là thị trường nó vẫn đang trong một cái xuống giảm cái này nó đi nó lại rồi nhưng mà có một cái mới là gì? Là dòng banh nó buôn à, Có một cái mới ngày hôm nay là dòng banh nó buôn Nó là cái mới thôi. Còn thị trường hôm bữa giờ nó chưa có gì mới. Nó chưa có đấy, nó chưa có dòng dẫn, nó chưa có hiện tượng, gọi là không bao tụng sẹo của những cái cổ phiếu, nó chưa có gì mới. Nhưng mà cái mới ngày hôm nay là dòng banh. Thì khi mà dòng banh nó mới, có một điểm mới ngày hôm nay thì nó cho chúng ta cái điều gì? Nó sẽ cho chúng ta là cái nhịp sắp tới của thị trường, nó sẽ là một cái nhịp hoảng loạn nghĩa là gì nó củng cố cái, cái 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 gọi là cái lực giảm của thị trường và cái xung lực giảm và cái đà giảm của thị trường trong cái giai đoạn cuối nếu mà góp mặt của những cái mặt cổ phiếu dòng banh thì khi mà những cái mặt cổ phiếu dòng banh mà nó giảm nó buông tráp như thì nó sẽ cho chúng ta cái cái tín hiệu đó nghĩa là ví dụ như anh chị thấy dòng banh ngày hôm nay anh chị biết là, à, là sắp tới tao sẽ chuẩn bị tinh thần là gì là thị trường nó có thể có những biến động mạnh hoặc là chuẩn bị thêm như vậy thôi Ok anh ha, đã tức là chị chuẩn bị thêm để sắp tới nếu mà thị trường nó có hoảng loạn quá thì chị không có bị bất ngờ. Rồi tiếp theo là nếu mà dòng banh hoảng loạn nó có biến động quá nhiều hay không? Thì với góc nhìn của em là nó sẽ không có quá lớn giống như giai đoạn tầm khoảng 2022. Tức là giống nó sẽ không có quá lớn giống như giai đoạn tầm khoảng 2022 như thế này, nhưng mà ít hay nhiều nó sẽ phá tất cả những cái vùng hỗ trợ của nó về là quanh những cái vùng phía dưới hoặc là một vài những cái mà cổ phiếu nó có thể đánh spring tức là nó có thể đánh rũ bỏ và nó phá tất cả những cái vùng hỗ trợ như thế này nên là ít hay nhiều nó sẽ có những mức biến động gọi à, là thứ nhất là với những cái cổ phiếu dòng banh và thứ hai là với cả cái thị trường à, nên là chị nắm thân như vậy để chị có thể là gọi là nắm tên thằng sớm còn khi nào mà thị trường nó có những cái dấu hiệu tạo đáy và khi nào mà thị trường nó có những cái dấu hiệu hoàn chỉnh thì anh chị xong rồi mua đã nên là anh chị xem video mà anh chị anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì anh chị nhớ like và đăng ký kênh những cái dấu hiệu tạo đáy các cái bước tạo đáy và khi nào mà thị trường anh chị có thể vô mua anh chị nhắm mắt chứ anh chị không cần mở mắt anh chị mua thì anh chị nhớ like và đăng ký kênh sắp tới thì em sẽ ra liên tục video ra video đánh giá liên tục cho những chị nhà tư để anh chị nhà tư có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cái sóng sắp tới tức là ví dụ như anh chị nhau xem video của em trong cái nhịp rồi là đã gì À, hoàn thành rất là xuất sắc cái nhiệm vụ là gì Là bán gần như là full cầm Bây à, giờ là cầm gần như là full tiền trong cái nhiệm vụ rồi Thì sắp tới chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một cái nhiệm vụ Vào hàng khi mà thị trường nó có những cái tín hiệu đầy đủ à, Nên là chị nhớ like và đăng ký kênh Hoặc là chị nào thấy hay thì nhớ bình luận ở dưới với bằng cái chữ hay anh chị ha hay về giá trị gì đó để sắp tới thì em sẽ chia sẻ với anh chị nó kỹ hơn rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha để theo dõi cái video của em ngày hôm nay anh chị nhớ like và đăng ký kênh trước khi mà chị rời đi còn nếu chị muốn đồng hành cùng em ở trong đông khách hàng á, thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý số điện thoại thì có để dưới màn hình rồi cảm ơn chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video kế tiếp xin chào anh chị